Thưa quý vị, tính đến hôm nay là đã hơn 4 ngày xảy ra hai vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã Trà Vân và Trà Leng, huyện Nam Trà My, khiến 17 người chết, 15 người mất tích. Hiện nay, lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người đang mất tích tại thôn 1 xã Trà Leng. Còn tại xã Trà Vân, hầu như suốt 4 ngày qua, giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng rất khó tiếp cận với khu làng đã bị sạt lở đất và vùi lấp khiến 8 người chết tại chỗ, hàng chục người khác bị thương. Từ trung tâm huyện Nam Trà My, chúng tôi kết hợp đi xe máy và đi bộ để tiếp cận xã Nóc Ông Sinh, xã Trà Vân, nơi nhiều ngôi nhà bị vùi lấp khiến 8 người chết. Chưa đầy 10 cây số mà có đến hàng chục điểm sạt lở như thế này. Tranh thủ trời tạnh ráng, nhiều người đi vùi hàng hóa, nhu yếu phẩm về phục vụ cho dân làng. Dạ, đường sạt lở hết à? Dạ, phải đi bộ, không có đường xe nè. Tại trên nớ không có gạo ăn á. Dạ. Với lại vừa rồi mưa nó bị lũ hết ruộng lúa rẫy này kia. Hiện nay thì chúng tôi đang cố gắng để mà tiếp cận xã Trà Vân, nơi mà có 8 người chết mà 20 người bị thương. Tuy nhiên cái đường này rất là khó khăn, nhiều cái điểm sạt lở như thế này đây. Và các cái phương tiện cơ giới thì cũng cố gắng để thông đường, tuy nhiên chỉ cần một cơn mưa, tức là đường sẽ sạt lại. Và người dân thì chủ yếu vận chuyển hàng hóa, các nhu yếu phẩm là bằng cách gùi. Còn đây là Nóc Ông Sinh, thuộc thôn 1 xã Trà Vân. Dù phép về ngôi làng này chỉ còn là mớ bùn đất trộn lẫn với các vật dụng gia đình. Ngay sau khi tìm được thi thể 8 người bị vùi lấp tại đây, theo phong tục của đồng bào Ca Dông, dân làng đã an táng gần vườn nhà. Và an táng xong, 4 ngày nay không ai dám quay trở lại làng. Một số gia đình nhà cửa bị hư hại nhẹ, chính quyền địa phương cử lực lượng dân quân hỗ trợ vận chuyển các vật dụng thiết yếu, tập kết tại các điểm cao ráo để sau này dựng nhà ở làng mới. Điểm này là gồm có 8 ngôi nhà bị vùi lấp, nhưng mà có 8 người chết. Nhưng mà người dân theo phong tục tập quán, người dân ở đây là họ không ở lại được, phải di dời nơi khác. Nhưng hiện nay là bà con không có chỗ mà di dời. Hiện nay đang trú ẩn tại chỗ đồng chí Quý, trưởng công an xã. Ngôi nhà này cách làng sạt lở chừng 300 mét. Những ngày qua, ngôi nhà này là mái ấm cho gần 100 người mất nhà tá túc. Dù đã an táng đứa con 7 tuổi và vợ chồng em trai, nhưng ngày nào vợ chồng chị Huỳnh Thị Thánh cũng chuyển về làng cũ. Ở ngôi nhà này tuy chật chội nhưng cùng cảnh ngộ, mọi người nương tựa, an ủi, chia sẻ nhau từng bát cơm chán cháo. Đang ở tạm nhà Quý công an xã nên ăn uống có xã đang lo lắng, với mấy người từ thiện lên đưa đồ ăn, tôm quần áo. Chứ rất là ổn rồi, có đồ ăn uống đầy đủ. Trong hai vụ sạt lở đất tại huyện Nam Trà My, nhiều người chỉ còn duy nhất trên mình một bộ quần áo rách nát với thân thể không lành lặn. Chị Hồ Thị Phượng vẫn chưa thể bình tâm nhớ lại vì sao mình sống sót, trong khi chồng và hai đứa con chị không có được may mắn như chị. Vết thương trên thân thể nay mai sẽ liền cha thiệt, nhưng vết thương lòng, tổn thất tinh thần khi mà cùng một lúc mất ba người thân nhất thì biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Núi rừng mang lại nguồn sống, nhưng lắm lúc thật khắc nghiệt với con người. Năm 2017, cũng tại xã Trà Vân đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến cho 4 người bị thiệt mạng. Ngay sau đó, tỉnh Quảng Nam đã di dời khẩn cấp gần 100 hộ dân tại vùng sạt lở về làng Khai Trứ, và 3 năm qua, bà con đang sống ổn định. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn hàng trăm điểm dân cư có nguy cơ sạt lở, trong đó có 3 xã tại huyện Bắc Trà My gồm Trà Giác, Trà Ca và Trà Bui đang bị cô lập do cầu cống bị phá hủy. Chính quyền địa phương đang tiến hành sơ tán tại chỗ tạm thời, và về lâu dài, tỉnh Quảng Nam sẽ khẩn cấp quy hoạch các khu dân cư mới phòng tránh sạt lở theo nghị quyết số 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Sau 3 năm triển khai, tỉnh này đã tái định cư được 6.000 hộ gia đình, còn 11.000 hộ chưa được tái định cư. Hiện nay, thiếu đất tái định cư bền vững là khó khăn nhất trong việc thực hiện đề án này. Và trước mắt, tỉnh Quảng Nam sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ sớm ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người dân bị thiệt hại do sạt lở đất gây ra.